Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Không chỉ vì các em mà hãy vì Hồng Nhung nữa. Là một địa phương ấm ấm thấy còn chưa? Có nhiều điên như vậy theo phong cách quý sao động mà em đang theo hình tượng sang trọng đúng rồi à. Hình tượng sang trọng đi dạy ok click nha click Diệu Huy ban nãy tôi chứng minh là có bấm cho đôi của Hải Yến. Quá xúc động, nó đã bấm như điên như dại. Nhưng vì xúc động quá, bấm nhầm vào đùi Thanh Duy.